Rồi các bạn xem người ta hỏi gì đây, người ta kêu mình làm gì đây. Tham mưu thực cổ mua rơ mé tập hai xếp sờ. Người ta kêu là mình hãy lắng nghe, cho lắng nghe nội dung sau đây rồi người ta hỏi gì mình sẽ trả lời cái đó nha. Các bạn xem người gia sao nói gì nè. Nó tố ở chơi từ chồng chị bác chị xin thân đi phân cho người chạy một thay sò mẹ ta rất nó chinh sân sư ít chả nà nên anh chị tốt khi sân sư ấy thì mùa rứt ít chơi sư gác học sở. Các bạn coi nói gì đây. Achito no tu oje ku kyonki pachi có nghĩa là gì ạ? Hôm qua bạn cũng xem cái trận đấu đó phải không? Cậu hôm qua cậu cũng xem cái trận đấu phải không? Cứ kyonki pachi simpani hanjang ge chal mot haeseo hanjang ở đây là gì đây? Hanjang là giống như là trọng tài quyết định thắng thua. Cái người hanjang ở đây là người trọng tài đó, người trọng tài người ta ra quyết định thắng hay thua. Còn simpan ở đây là gì? Simpan là trọng tài nha. Chalmot해서 메달 ở đây là gì ạ? Huy chương. Huy Medal을 놓치다 bỏ lỡ, như là bỏ nhỡ cái huy chương đó. Sân su lại đây là gì đây? Cầu chương. thủ. Vậy câu này mình dịch như thế nào? Vì simpani phán chưng을 잘못해서 vì trọng tài quyết định nhầm. Quyết trọng tài sai rồi. Quyết định nhầm cho nên là nên có những cầu thủ bị nhỡ có huy chương. Nan đây là nan은 아직도 그 선수의 눈물을 잊을 수가 없어. Tôi vẫn không thể nào quên được nước mắt của những cầu thủ đó, đúng không? Sân su e nu mùi, những giọt nước mắt của cầu thủ đó. Ý chưa su học sao? Ý chưa su học tại là không thể quên được những giọt giọt lệ của cầu thủ đó. Na tu bát đơn đê, chẳng may à tha cắt tờ đà. Tôi thì như thế nào ạ? Tôi cũng đã xem rồi. Thật sự, Tôi là đáng tiếc. Thật là đáng tiếc. 그런데 심판이 잘못 본 거니까 재심을 해야 하는 거 아니야? Trong đây có từ này đây,재심 ở đây là xử lại nhá, nhưng phán quyết, nhưng là mình xử lại, ra quyết định lại. Câu này dịch như thế này. Nhưng là do trọng tài phán sai, đáng ra phải xử lại chứ. Chim chế sim ơi hay ha nâng gọi nhá, đáng lý là mình phải xử lại chứ. Simon nào cô nếu sư ấy tố ổn thông cứ dễ gì bún đi tầm đề bún đi tà bún đi tờ tờ là bún bún đi tà là gì đây? Bún chỉ nói về cái việc đó. Ổn thông ở đây là gì đây? Tất cả trong báo chí nè và trong thời sự tin tức á đều nói, chỉ nói đến cái câu chuyện đó thôi, chỉ nói cái việc đó thôi. Rồi, 이미 끝난 경기를 가지고 재심을 할수 있을까? Mang cái trận đấu mà đã kết thúc rồi á, 이미 끝난 경기 trận đấu đã kết thúc rồi, sẽ xem hai suy sự cấp có thể xử lại được không, không biết có xử lại được không, đang suy nghĩ nha. Chẳng một tiền thân chồng tố chồng kia ý buồn cả cái câu này, cái phần này nó viết tắt cho nên là các bạn hiểu như thế nào. Ở ul ha tờ ra tô xuất hiện cái ngữ pháp tờ ra tô bà ta từ su bà kia ở sư cò gặp thờ ilbu ở đây là một phần, nó viết ngắn gọn, nó viết tắt là một phần trong những sự cố trong trận đấu á. Đây có nghĩa là chạy một tiền thân trận tố trong kia ilbu là một phần trong những trận đấu. Quyết định sai, chạy một tiền thân trận tố quyết định sai cũng là một phần trong những sự cố của trận đấu. Nhưng mà cái sự cố này là mình người ta không có viết ra, người ta viết như vậy đó, nhưng mà cái nghĩa đó là những sự cố nha. Quyết định sai cũng là một trong những sự cố của trận đấu. Ô ha ta là gì?
uất ức đúng không? Ở urata là uất ức, dù có uất ức đi nữa, urata là tù dù có uất ức, uất ức đi nữa. Bà ta thư đi tà đấy là gì? Bà ta thư đi tà đấy là chấp nhận nha. Còn bà ta thư đi su bắt cái ổng sức cầu gặp thà. Hầu như không có sự lựa chọn. Như là đành vậy thôi, đành phải chấp nhận thôi. Không còn sự lựa chọn nào khác mà đành phải chấp nhận. Bà ta thư riêng su bác kế ọp sư cò tạc thà, đành phải chấp nhận thôi. Giống như là không còn cách nào khác, chỉ còn là chấp nhận thôi. Nhưng mà mình có thể dịch là đành chấp nhận thôi. Rồi, 잘못은 심판이 했는데 피해는 선수가 보는 건 말도 안 돼. Câu này các bạn nhìn như thế nào? 잘못은 심판이 했는데, cái người mà sai là trọng tài, 심판 là trọng tài nha. Người 잘못은, cái việc sai lầm là trọng tài đã làm ra, hoặc là người sai là trọng tài nhưng mà thiệt hại. Phía đây là thiệt hại nè, nhưng mà thiệt hại là cầu thủ, thiệt hại là cầu thủ. Mấy tu ảnh thì không thể nào như thế được. Nên cứ sân su cả mẹ ta đứa tuệ trả chi nhân chủ đất sân. Tuệ trả ta đây là gì đây? Tìm lại nha. Các bạn nghe rõ không? Rõ rồi. Tưởng máy hư nữa rồi chứ. Ư miên chủ cấp tà mình nữa khác vậy? Đúng không? Hy vọng là những cầu thủ đó, tôi hy vọng những cầu thủ đó tìm lại được huy chương của mình. Ok, nội dung này cũng bắt đầu qua bên đá banh nữa. Qua bên thể thao thì mình cũng ít có để ý cái hành bên thể thao lắm. Này là chắc bạn nào chú ý nhiều. Bây giờ đọc lại lần đi để cho mình quen cái cách diễn tả của nó. Do trai với lại nam trai, đọc qua cái đi rồi mình tính tiếp ha. Mời bạn Trinh với lại bạn Đức Yến. Tôi oggi CCTV 봤지. 심판이 판정은 잘못해서 해다는 놓친 선수 있잖아. 난 아직도 그 선수의 의미는 잊힌 수가 없어. 나도 봤는데 그런 말 안 하겠더라. 안타깝더라. 그런데 심판이 잘못된 거니까 회심은 해야 하는 것이잖아. 아니야? 하는 거 아니야? 하는 거 아니야? 친구하고 유치해도 운동도 얘기 뿐이 있었네. Rồi tới anh Dũng. Anh Dũng với lại anh với lại bạn Hảo nha. Còn hai lần cuối cùng các bạn đọc đi. Vừa đọc vừa nhớ cái đoạn văn nha. Hàng thứ tư. Làng cuối cùng đó Thảo. Làng cuối cùng á. Đâu rồi ta? Chị tạm mất nhớ cha đấy bạn. Bạn Xuân đọc đi Xuân. Câu cuối cùng á Thảo. Thôi để bạn Xuân đọc đi. Rồi đọc đi rồi tới mình tiếp. Cả mất chân chim ta mi phát minh tờ tư gia minh sân chư ta bê minh tên mang cho ảnh tê nam chư sân chư ta mai tăng vinh tê sát chư tê sơ. Ok, rồi bây giờ chúng ta qua câu trả lời. Câu 27. Yêu gia ta nam gia kê mai hai nâng ưu đồ rớt của rưu sư trường. Hãy chọn cái ý đồ mà người phụ nữ nói với
người đàn ông đó. Rồi các bạn tìm nha. Câu nào đây? 경기 결과를 전달하기 위해서. Cái câu đó đến chuyện kết quả trận đấu, vì để muốn chân tay đây là chuyển lời hả? Chuyển cái kết quả trận đấu, truyền tải nói lại cái kết quả trận đấu cho truyền tải nói lại. 재심에 대한 동조를 얻기 위해서. 동조 ở đây là gì đây? Đồng tình. 얻다 là gì đây? Nhận, để nhận sự đồng tình về việc xử lại. Nói với người đàn ông đó để làm gì đây? Để nhận được sự đồng tình về cái việc xử lại. Câu thứ ba, 판정에 대한 책임을 묻기 위해서. 묻기 위해, để hỏi trách nhiệm về cái quyết định của trọng tài. 억울한 마음을 위로 받기 위해, để nhận được sự an ủi. 억울한 마음을, với cái tâm trạng ức ức. Các bạn chọn câu mấy đây? Thử đi. Đề mấy hả cô? Đề 27 á hả? Câu 27. Đề 37. Đề 35. Đề 35. Vậy là câu 2 nha, câu 2. 2 à? 재심에 대한 동조를 얻기 위해. Nói về như là cái người phụ nữ đó nói với đàn ông để mà muốn xử lại cái cuộc trận đấu, cái trận đấu đó. Rồi câu 28. 틀린 내용으로 많은 것을 고르십시오. Phải lắng nghe. 틀린 내용으로, với cái nội dung mà bạn đã nghe đó, hãy chọn câu đúng. Câu thứ nhất. 어제 경기를 할 때 선수가 작은 잘못을 했다. Có không? Cầu thủ có bị sai lỗi lầm gì không? Không không? Rồi sai rồi. 선수는 경기 결과를 듣고 기쁨에 눈물을 흘렸다. Đâu có vui gì đâu, đang buồn. Rồi câu thứ ba. 잘못된 판정이 있었지만 선수는 메달을 못 이끌었다. Câu này cũng là sai luôn. 심판의 잘못된 판정에 대한 기사가 많이 보도되었다. 기사, báo chí. Vậy là câu thứ tư đúng rồi đó. Rồi bây giờ mình qua câu 29 và 10 nha. Hãy lắng nghe đoạn hội thoại sau đây và trả lời thêm câu hỏi. Rồi mình đọc trước nha. 외국어는 어렸을 때부터 배우면 효과가 있을까요? 있을까요? 아니면 아이들에게 학습 부담감과 스트레스만 줄까요? 초기 외국어 학습에 대한 찬반 의견이 팽팽한데요. 이에 대해 어떻게 생각하십니까? 전해줘. 외국어는 어렸을 때부터 배우면 효과가 있을까요? Từ lúc nhỏ, khi lúc nhỏ, nếu mà học tiếng nước ngoài thì có hiệu quả không? Đúng rồi. Tiếng nước ngoài, học từ nhỏ thì có hiệu quả hay không? 아니면, hay là 아니면 아이들에게 학습 부담감. 부담감 này là gì? Cái việc gánh nặng về học tập. Sự gánh nặng. Stress là áp lực. Hay là chỉ gây áp lực, chỉ gây áp lực và gánh nặng học tập cho bọn trẻ nhỉ? Có thể là butamkam ở đây cũng có thể là cảm giác phiền toái hoặc là gánh nặng cũng được ha. Vậy đọc lại, dịch lại là hay là chỉ mang lại áp lực và cảm giác phiền toái trong việc học cho tụi nhỏ nhỉ? Chogi, về Google ở đây là gì ạ? Chogi về Google học tập ở đây có nghĩa là ngoại ngữ, học ngoại ngữ sớm. Học tập là học nha, học ngoại ngữ sớm.
3번 의견. 3번 의견이 팽팽하다. 의견 tán thành và phản đối. 찬, 찬 là chân sơn, 반 là phản đề. Ha. 의견 là ý kiến. Pengpenghata là căng thẳng. Ý kiến tán thành và phản đối. Căng thẳng đây. Căng thẳng đây. 이에 대해 어떻게 생각하십니까? 뭐 nghĩ thế nào về việc này? 저는 조기 외국어 학습을 긍정적으로 생각하는 입장입니다. 그렇지만 몇 살 때부터 các bạn lắng nghe nha. 그렇지만 몇 살 때부터 아이에게 외국어를 가르쳐야 하는지는 부모가 꼭 고민해야 하는 문제라고 생각하는데요. 학습 효과는 키우고 부작용은 최소화하려면 외국어를 가장 효율적으로 배울 수 있는 내 아이만의 적기를 찾아야 합니다. 언어 학습 속도에 괜차가 있듯이 외국어 학습의 시작 시기도 아이마다 다를 수 있다는 의미인데요. 부모는 아이를 관찰해서 아이가 외국어에 관심을 보이는 시기를 찾아야 합니다. 이거네, 허비야. 초기 외국어 학습, 하나 한번 nói rồi. Học tiếng nước ngoài sớm, 초기 ha, 초기 là sớm, học tiếng ngoài sớm. Cứng trong trọt là gì đây? Tích cực. Nhưng câu tiêu cực là gì? Cứng trong trọt cơ đố sang đặt hai nên ịp chăng. Ịp chăng ở đây là gì đây? Như là cái hiện tại cái hoàn cảnh hoặc là tình cảnh hoặc là ịp chăng. Với cái tư lách của tôi á, với theo cái suy nghĩ của tôi nha. Theo tôi nghĩ, tôi thì nghĩ tích cực việc học ngoại ngữ sớm. Cái việc học ngoại ngữ sớm này thì tôi nghĩ cái việc đó rất là tích cực. Nghĩ theo hướng tích cực đó nha. 그렇지만 몇 살 때부터 아이에게 외국어를 가르쳐야 하는지는 부모가 꼭 고민해야 하는 문제라고 생각하는데요. 허비야. 하지만 몇 살 때부터 từ mấy tuổi thì dạy tiếng nước ngoài cho đứa trẻ ai ấy cái quê của cờ rứa cà rứa cho giá hai nền chi đây nền chi nằm ở giữa câu là thật câu gì đây câu hỏi nằm giữa câu ở trước nó có câu nghi vấn gì đây nhớ từ lúc mấy tuổi thì cái việc này nè bây giờ nó thêm chữ nên thì đây là nó làm chủ ngữ nữa nha. Phải dạy, thế nhưng mà phải dạy cho mấy đứa trẻ tiếng ngoại ngữ từ lúc mấy tuổi thì tôi nghĩ là đây là vấn đề mà Fumoka Kokubin hay giá hành nguyên trẻ nhất định phải suy nghĩ Kubin là lo lắng bận tâm đến nha. Là vấn đề mà phụ huynh phải bận tâm đến hoặc là suy nghĩ phân đắn đo suy nghĩ đi. Rồi tiếp theo, học tập hô quả nên hiệu quả vô chất dụng ứng chê sô hoa hà lợi miền về quả rứt khá trang hô yul chào cử rô đều suy nên nè ai mà nè chào kỳ rứt chào gà giác mì tạp. Có cái từ này khó nè, từ từ đi mình tìm hiểu từng câu. Học tập hô quả là gì đây? Hiệu quả học hiệu quả giống như là nuôi nắng như là mình có thể nói là duy trì nó, duy trì cái hiệu quả học tập. Và cú chất dân là gì? Tác dụng phụ chê xô hoa là tối thiểu hóa đó. Tối thiểu hóa. Nếu muốn tối thiểu hóa tác dụng phụ và duy trì hiệu quả học tập thì phải tìm nhầm dịch từ cuối câu trở ngược câu, nhưng mà có cái từ các bạn không biết nè, ne ai mà ne cho kỳ là gì đây, thời điểm mà nó bàn với
đây là cái thời điểm nha. Ne ai mà ne chọc gì thì cái cụm từ này mình có thể hiểu này là giống như từ shigi vậy đó. Shigi, shigi là thời điểm nha, thời điểm. Thì chúng ta phải tìm cái thời điểm mà thì chúng ta phải tìm cái thời điểm mà tụi nhỏ có thể học ngoại ngữ hiệu quả nhất ha. Dịch lại nha, bạn nào có thể dịch lại cái cụm này hát sụp thô cà nên nếu muốn tối thiểu hóa tác dụng phụ cái thiệt hại của cái việc mà duy trì kết quả học tập thì phải không, không phải ngay chỗ này nè. Hát sụp khi ca nên khiêu cô là mình một đoạn nha. Bu chắc do ngến chơi xô ha ha rồi nha. Cái từ cái chữ này các bạn thấy tại sao mà cái này trùng ơn không? Cái này là nhấn mạnh cho cái danh từ bu chắc do đó. Nếu muốn tối thiểu hóa cái tác dụng phụ và duy trì hiệu quả học tập thì chúng ta phải tìm cái thời điểm mà tụi nhỏ có thể học ngoại ngữ hiệu quả nhất. Giống mình vậy nè, mình giờ mình muốn học tiếng Hàn cho nên mình mới có thấy có hiệu quả chứ làm biếng đâu có học được. Đâu phải học từ nhỏ là mình giỏi đâu, đúng không? Đúng rồi đó. Rồi tiếp theo, ono sức tực sốc tô khen cha cá ít từ gì, về Google học tập ấy, 시작 시기도 아이마다 다를 수 있다는 의미인데요. Sức tực sốc tồi nhỉ? Bạn nào dịch được câu này? Sức tực là tốc độ học ngoại ngữ. Tốc độ học sức tực em như mình học á. Nó sức tực là việc học ngoại ngữ. Sốc tô đây là gì đây? Tốc độ học ngoại ngữ. Cái câu này mình dịch như thế này. Khen cha này là sự khác biệt của từng cá nhân nha. Cây yên là cá nhân nè. Cha là chay. Sự chân là sự khác biệt của từng cá nhân. Ít từ xì. Từ xì ở đây là gì đây? Giống như ha. Từ xì là ngữ pháp giống như. Giống như có sự khác biệt cá nhân về tốc độ học ngoại ngữ. Ngôn ngữ này là ngôn ngữ. Thì quay gúc ơ hát sập ế xì chắc xì ghi tốt. Cái thời điểm mà bắt đầu học tiếng nước ngoài thì mỗi đứa trẻ đều khác nhau thì nó có nghĩa là gì đó? Có nghĩa là giống như có sự chênh lệch cá nhân về tốc độ học ngôn ngữ thì thời điểm mà bắt đầu học ngoại ngữ mỗi đứa trẻ nó đều khác nhau. Tiếp theo, 부모는 아이를 관찰해서 아이가 외국어에 관심을 보이는 시기를 찾아야 합니다. 관찰하다 đây cái gì này? 관찰하다. Quan sát. Ba mẹ thì quan sát con mình và phải tìm ra cái thời điểm mà con mình có quan tâm đến ngoại ngữ ha. Tại vì nó kết hợp nhiều ngữ pháp lắm các bạn nhé. Cái này Tử Thành nó chuẩn bị qua cao cấp rồi. Thôi ráng cũng khó cũng ráng thôi. Rồi bây giờ đọc lại lần nữa rồi mà mình bắt đầu trả lời nha. Rồi, bạn đọc xong không? Đọc lại lần nữa đi, các bạn lắng nghe. Bạn Sưng. Rồi, xin cảm ơn. Chan ban ưu tiên đi, chan ban hăng trời rồi, y
Rồi tới anh Nam. Chào nên, chào khi về quốc cô học sức vừa. Cục trình quốc cô xem các hạ nên ít trang yên mì đà. Tôi chỉ mang, mẹ sẵn tế vụ thô, ai ế kê, ở về quốc cô rơ. Hà rơ chơ gia hạ nên chi, cụ mô điểm quốc cụ miên hạ yà hạ nên bùn chế ra gô, xem các hạ nên tế ơ. Học sức vừa qua nên, chơ cô, phụ chấp dụng nên, chơi số hoa hà rô miệng về cục bò rứ xa trang thuộc qua du yun tốt vô đeo quân chú yên mình đê ai mà ni chật kỳ rứ chật chát chai à hà mì tạ. Rồi tới bạn Hảo. Hảo ơi. Em không đọc được cô ạ. Mời bạn anh Dũng. Rồi bây giờ mình trả lời. Nam cho nên nụ vui hình chi cố rưu xếp xô. Nam cho nên nụ vui hình chi cố rưu xếp xô. Ai đây? Các bạn chọn coi. Câu thứ nhất thôi. Người nghiên cứu. Nhà nghiên cứu. Châu dục cho môn ca là gì đây? Châu dục là giáo dục, cho môn là chuyên gia giáo dục. Có hai, chân gia về chính phủ. Chính phủ liên quan đến chính phủ. Trong xét dân cô cả nhà nghiên cứu chính sách. Siro sang đồng cờ nhà tư vấn. Câu một đúng là câu một. Khu dục cho môn ca nhà chuyên gia về ngành giáo dục ấy. Rồi câu 30. 들은 내용으로 맞을 것을 맞는 것을 고르십시오. Và cái nội dung đã nghe hãy chọn câu đúng. 아이들의 언어를 습득하는 속도는 서로 비슷하다. Đúng hay sai? Sai rồi, không có giống nhau gì hết nha. 부모는 외국어 학습 방법에 대해 깊이 고민해야 한다. 네. Cái này có lời đúng rồi. 네. Kiệt thi của Miên Hải Á Hành Bà. Rồi. Phải quan tâm sâu sắc về phương pháp học tiếng nước ngoài. Phương pháp học tiếng nước ngoài. Để coi nha, nãy giờ có nói phương pháp không? Rồi. Hàng quê quốc ở học sập với si chắc hà nâng si ghi nâng. Ai mà ta ta rơi si ta. Cái thời điểm bắt đầu học ngoại ngữ là mỗi đứa nhỏ trẻ thì nó khác nhau. Đó, thấy chưa? Ai cao về quốc gọi quan sĩ mới học khi trở nên về quốc gọi rất thả rưu thời gian ta. Nãy giờ có nói vậy nào không? Sai. Câu nào? Cái nào mà giống nội dung mà mình đã nghe? Câu 3 nhé. Câu 3, đúng rồi. Nãy mình có cái câu nào đây? Xem lại đi. Ô nơ sức tực sốc tục ế. Khen chà gà y tử sĩ. Về quốc gọi học sợp ế si chắc si gì tốt. Ai mà ta thả rưu suy tả nên ưu mi hình kèo. Đó, thấy chưa? Mình nghe giống cái nội dung là được. Rồi, vậy thì mình giải 4 câu này thôi. Bây giờ mình qua phần ngữ pháp.